Ê. Uhu. Ê. 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 Trời ơi. Trời ơi, đàn ông gì đâu mà đối xử với phụ nữ kỳ cục dữ vậy, nhẹ nhàng đi. Nhẹ nhàng gì? Em ngồi làm gì mà mặt em ngồi đực ra vậy? Anh kêu hoài em trả lời. Ờ vậy hả? Ừ. Em đang tưởng tượng. Tú tú gì mà ghê vậy trời. Tại vì á, em vừa mới coi một bộ phim và em không muốn làm con người nữa. Ôi, có bộ phim nào mà khiến em từ bỏ chuyện làm người của em như vậy? Em đang tưởng tượng là Vũ Công, Vũ Nữ. Ôi dù Dancer. Tiên nữ đó anh. Sợ hết luôn. Anh nghe lộn, tiên nữ hả? Ờ, tiên nữ đó. Thôi bỏ đi. Em là thuộc dòng là tiên bà, tiên cố, tiên ông nội. Ở nữ gì? Anh nói với ai vậy? Thì tại vì anh được biết tiên người ta là những cái người gọi là dịu dàng nè, đầm thắm, đẹp, giỏi. Chứ không có bà tiên nào mà vừa sống mà vừa thú, mà vừa hung dữ như em. Cái cô tiên mà anh nói á là xưa rồi và giờ thì khác. Bây giờ em sao hả? Em phải nghe lời anh đi, em phải làm cho anh nha. Em phải làm anh thỏa mãn được không? Không không, làm như vậy là bán mình, bán luôn danh dự đó anh. Em bậy rồi, nếu như mà em cứ nghĩ là em bán mình như vậy thì em phải bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Làm việc với anh là em phải cần có sự thoải mái. Thoải mái với anh thì em mới làm cho anh tốt, làm mới anh thỏa mãn được, em hiểu không? Anh trối em như vậy sao em thoải mái được anh? Rồi bây giờ anh sẽ tháo chối cho em nha. Anh thích vậy đó, anh thích cái sự thoải mái và thẳng thắn. Rồi đó. Đó, bây giờ thoải mái chưa? Em thoải mái rồi đó. Rồi em làm cho anh đi. Bây giờ em không làm. Anh kêu đạo diễn khác làm cho anh đi. Anh nghĩ sao vậy? Tôi là một đạo diễn làm phim nghệ thuật, mà anh đi kêu tôi làm mấy cái phim thị trường làm sao tôi làm được? À, bây giờ là kèo tôi phải không? Tự cầm đi. Ông muốn tôi cho tôi tự tử à? Không, đưa lại đây. Làm không? Ông làm cái gì vậy? Hả? Bây giờ làm không? Giấu chân tay mày đây, mày làm không? Giấu chân tay mày trên này rồi đó. Ông lầy với tôi như vậy đó hả? Bây giờ ông không chết là ông đi tù. Thôi được rồi, tôi làm. Đó vậy đi, đó anh em mình vậy nó vui vẻ không? Bỏ kiếm này qua bên đi, tôi là dễ thương lắm. Được rồi, tôi sẽ làm cho anh một cái bộ phim để đời. Một cái bộ phim hành động kinh dị, mang tính rùng rợn. Diễn viên action. Mọi người nhìn ta như vậy có biết ta là ai không? Dĩ nhiên ta chưa giới thiệu làm sao biết được, phải hỏi ai vậy tôi mới nói được chứ. Hỏi đi. Ta là cướp đây. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ui da, chấm đường. Cái gì vậy? Trời ơi, mua lửa hả? Thôi! Cái bà kia,
bà làm cái gì vậy? Bà ra bà múa lửa hả? Mà không thấy lửa đâu, thấy toàn là khói không à. Bỏ cái đó qua một bên coi. Cái gì vậy? Hả? Đó, đó. Phải khói vậy người ta mới biết là mình là tiên. Bà nói cái gì? Bà là cái gì? Tiên. Tiên. Tiên giáng trần. Bà là bà điên á, có chứ bà tiên gì? Nè nè, bà chạy xe cái kiểu gì vậy? Bà đụng trúng tôi. Bà không xin lỗi tôi tiếng nào hết trơn trộm. Đền tiền cho tôi. Gãy chân ngồi đền nè, tiền. Nè. Tiền là gì? Hả? Trời ơi, mẹ này mới bị điên rồi trời ơi. Trời ơi, tiền mà bà hỏi tiền là gì? Tiền là cái gì hả? Tiền là giấy, ai muốn xin thì cho. Cho đây. Dạ đâu? Tôi nói bà đưa tiền cho tôi thì có. Hả? Trời ơi, ăn mặc khác người quá. À, nhưng mà vàng bạc lấp lánh đầy người. Chắc chắn là dân có tiền đây. Giờ sao? Có móc tiền ra trả cho tôi, bồi thường cho tôi không? Ừ, ta rất là tiếc. Phải nói cho nhà ngươi biết là ta không có tiền. Nhưng mà ta muốn hỏi nhà ngươi nè. Nãy giờ nhà ngươi ở đây lợn lợn qua lợn lại á. Nhà ngươi có thái thái tử của ta không? Trời, thằng nào tên nghe xu dữ vậy trời. Bị thái ra rồi nó mới chết. Thái tử, trời ơi, ghê quá. Em bày sức à. Trời ơi, thái tử của ta là người để sắp đến hôn với ta đó. Nhưng mà chàng đi lạc rồi. Ta đang tìm chàng. Trời, bà này mà ai nói bà bình thường, chặt đầu tôi đi. Nhìn có vẻ có tiền. Tương kế tự kế. À, thái tử đúng chưa? Đây, ta đây. Ta là thái tử đây. Nè, khác liền thấy không? Thái tử đây. Hả? Nhà ngươi đừng có xàm ngôn. Sao vậy? Nghĩ sao vậy? Nhà ngươi tưởng ta là tiên, xuống dưới trần này không biết là gì à? Thái tử của ta có một con rồng ở trên tay, nhà ngươi có không? Con rồng. Dạch ra. Đâu? Rồi. Không có. Ê, nhà ngươi đừng có xạo. Ê, có. Bị gì mình xăm mà xăm sữa đó. Thấy không? Xăm sữa cái nó ẩn vô bên trong da. Muốn có rồng thì có rồng liền chứ có gì khó đâu. À, đây, đây. Muốn rồng phải không? Muốn rồng. Dạ đây con rồng. Ủa, nhà ngươi tưởng ta ta đẹp nhưng mà ta không có điên. Sao? À, con này là con Jun. Con Jun. À, con Jun hả? Thì từ từ con Jun nó mới quá thành rồng. Đây, muốn rồng có rồng nè. À, có bốn cái chân con rồng. Ý, bảy nữa. Cái con này là con rít. Chị bảy. Con rít nó tới 1000 cái chân lần chị bảy. Nha. Cái này có bốn cái chân à. Nó là con rồng, tin không? Không tin, ta chắc chắn con này không phải con rồng đâu. Rồi chờ xíu, muốn rồng có rồng. Muốn rồng đơn giản thôi mà, thấy không? Có gì khó khăn đâu, muốn rồng, tôi ghi chữ rồng. Vậy, chàng chính là thái tử của ta ư? Đúng, ta đây, ta thái ra rồi ta chết, thái tử đây. Thái tử của ta, cùng nhau đi về trời đi chàng. Ừ. Hay quá, hay. Hay không anh? Hay. Hay anh? Phải nói là một bộ phim rất là hay. Trời ơi, hay quá. Hay thì là hay. Tào lao, đi ra rồi, cái gì, làm cái gì. Tôi muốn tiên là phải bay mà làm cho khán giả bất ngờ, bay dồn dập luôn. Bay như là tiên mà bị bão thổi vậy đó. Bay luôn. Ừ, tiên là phải bay đàng hoàng, bay dữ dội cho tôi. Vậy là phải móc dây rồi đó hả? Cái đoạn mình làm được cái vụ này không? Không biết nữa, muốn đoàn xí đi. Vô chuẩn bị, hai đứa vô chuẩn bị. Có cho anh. Không? Có, sẽ có cho anh. Phải làm vậy chứ không là tôi lấy dấu vân tay không nữa bây giờ. Tiên bay diễn. Cái gì vậy ta? Lộng lẫy quá, kêu xa quá. Nàng là tiên sao? Ôi, nếu như nàng là tiên thì ta sẽ có một cái món quà đặc biệt để tặng cho nàng, tỏ lòng yêu mến của ta. Nhắm mắt lại đi, ta tặng cho nàng nha. Nhắm mắt lại chưa?
Đây, được rồi nè. Tăng nè. Thôi kệ, như vậy đi. Kỳ vậy chàng. Hoặc là như vậy, đó. Trời. Gọn băng luôn vậy đó. Chàng ơi, sao chàng biết em thích loại này hay quá vậy? Ở trên trển người ta hay cúng cho em đó. Đúng rồi, cái dạng là dạng bông cúng, bông dạng thọ mà. Em rất thích cài lên tóc cho em đi chàng. Trời ơi, dễ thương quá đó. Hồi nãy mình hát là hai cô điên, người ta chưa có tin đâu. Bây giờ người ta mới tin nè. Chàng ơi, chẳng hay nàng có nhận lời làm vợ của ta chăng? Ê, bậy, bậy, bậy. Trời ơi, ông nói ông là thái tử của tôi đúng không? Đúng rồi. Bằng chứng đâu lấy ra đây? Đây, rồng. Không những rồng mà còn có chữ vàng nữa, rồng vàng. Rồng vàng. Tin ta chưa? Chính là chàng thái tử của ta. Nàng ơi, khoan đã. Hãy buông ra. Ủa, cái gì vậy chàng? Nãy đây đoàn xiếc rồi còn giờ đoàn hát nào đây? À, sao kỳ vậy? Cạnh tranh với thiếp kìa chàng. Ta là thái tử đây. Cái gì? Nàng ngươi là thái tử à? Nàng, nàng không nghe cách nói chuyện của ta. Có người nào dưới đất mà nói vậy đâu? Chỉ có người trên trời như ta mới nói vậy thôi. Không có đâu, người ở trong bệnh viện tâm thần cũng nói vậy đó. Im đi. Chàng ơi, ta là thái tử đây. Đừng tin, hắn ta không có hình xăm rồng. Đúng rồi đó, chàng có hình xăm con rồng không? Nàng không nhớ chiếc áo này sao? Sao? Cả con chim trên đầu nữa. Thánh vật của ta đó, nó làm chứng cho đôi ta. 2000 năm trước nàng đã tặng ta chiếc áo này. Bây giờ nàng nỡ đành. Phải vậy không? Có phải chiếc áo này là nàng tặng cho hắn không? Cả cái quần này nữa. Phải không? Đúng rồi đó. Cái gì? Trời ơi, chiếc áo ta theo cho chàng con rồng. Con rồng vàng 2000 năm trước. Đúng rồi. Cái gì? Bộ đồ này bận 2000 năm rồi à? Sao ở dơ vậy cha nội? Sai! Thái tử chỉ có cáo con rồng thôi đó hả? Chứ sao? Cái này dễ lắm nha. Ra chợ Bà Chiểu, chợ Bến Thành ha. 100.000 một bộ có liền lập tức nha. Dễ quá mà bây giờ người lột bộ đồ đi. Ta mặc cho ta không là thái tử được vậy. Dám xúc phạm ta à? Cứ bảo cái gì? Thiệt lỗi, quýnh đó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mày chạy tao điên ta. Mày chạy điên ta mày. Mày. Quá hay, quá xuất sắc. Cái này là cái gì vậy? Một bộ phim tình cảm hành động bi đát trời. Bậy quá rồi, tôi không có thích như vậy. Tự nhiên cái hai nam chính mà tự nhiên kéo nhau ra làm như hai bà bán cá vậy. Bậy bạ. Anh nói sao vậy anh? Hai đêm nam chánh, hai thằng đàn ông quýnh lộn mà cách nắm đầu nhau, trời mạnh mẽ quá mà. Đúng rồi, nó thực tế, nó thực tế ngoài đường cái vậy. Các em làm như vậy là tốt lắm. Bây giờ mình vào trong đó mình chuẩn bị cái phiên bản thứ ba đi. Trời ơi, tốt lắm mà tưởng sao làm lại. Không, bây giờ là tôi muốn phải mạnh mẽ hơn nữa, hung dữ hơn nữa, táo bạo hơn nữa cho tôi. Anh làm vậy làm khó tôi. Diễn viên tôi nãy giờ gồng muốn chết luôn. Anh làm kêu mạnh bạo hơn làm sao được hả? Kiếm còn ở đây nè. Dân tay mày nằm đây nè. Thôi được rồi, được rồi. Phiên bản hung dữ bắt đầu. Một nàng tiên rất xinh đẹp. Nàng không nhận ra ta sao? Nhận người lại. Thái tử đây. Nhà người chính là thái tử. Ừ. Còn ai đẹp hơn ta? Còn ai hào hoa phong nhã phong độ như ta? Ta là thái tử. Vậy nhà người hãy lấy
rồng vàng ra cho ta xem. Đây, muốn thấy rồng vàng có rồng vàng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơi, đừng có đùa với vũ khí. Người chính là thái tử đúng không? À, sao thái tử sao lại chĩa súng vô mặt thái tử? Đây. Cái gì vậy? Đọc cái này đi. Ơi, đeo mặt kiên đèo không thấy đường. Tháo ra. Dạ. Cầm. Cái gì vậy? Đây là sớ bắt thái tử. Trời, cái gì? Sớ bắt thái tử à? Dạ, người chính là thái tử. À. Lệnh truy nã. Thiên đình phát lệnh truy nã. Thái tử đã lừa gạt tình cảm của tiên nữ, dùng mỹ nam kế dụ dỗ quyến rũ tiên nữ để ăn cắp về ba con vịt nấu chao. À. Sao? Trời ơi, thái tử đi đâu mà rẻ tiền vậy đi ăn cắp ba con vịt về nấu chao? Chị ơi, chị lộn rồi chị ơi. Em không phải thái tử. Nhà ngươi hồi nãy mới nói nhà ngươi là thái tử. Biết bao nhiêu có người ở đây làm chứng. Nhà ngươi còn có rồng vàng kìa. Ôi chị ơi, cái này không phải là cái rồng vàng thiệt đâu. Em viết lên nè, em chùi nè, thấy không? Chùi nè, hết liền nè, thấy không chị? Thấy không? Đâu phải đâu, thấy không? Thấy không? Ôi trời ơi, mất rồi. Thì đó, bởi vì em đâu phải là thái tử đâu. Ủa vậy thái tử là ai? Thái tử kia kìa. Thấy ta còn không mau quỳ xuống đi. Đó, chị thấy không? Hắn ta mới là thái tử đó. Nhà ngươi chính là thái tử hả? Nhìn mặt ta ngầu vậy đó. Chung rồng già như vậy còn không mau quỳ xuống. Đọc đi, đọc sớ. Thái tử ơi, nghe lệnh truy nã đây. Thiên đình phát lệnh truy nã. Thái tử quyến rũ tiên nữ, dùng mỹ nam kế đến ăn cắp ba con vịt mang về nấu chao. Đó. Bây giờ thiên đình phát lệnh bắt thái tử về để mà chịu tội chết thai cho ba con vịt. Sai. Ta chỉ là kép chính thôi. Ta đang tập tù bà nội. Nhà ngươi là thái tử. Em không phải thái tử. Nhà ngươi chính là ngươi là thái tử. Em không phải là thái tử. Vậy ai là thái tử? Em cũng là thái. Thái gì? Thái giám. Thái giám Mô Tì xin ra mắt công chúa. Kính chúc công chúa tuế tăng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ủa trời ơi. Ê. Hả? Ta là công công. Trời. Tổng quản của triều đình. Cái con chuyện tiền cứ sang đi. Trời ơi. Sang đi. Trời ơi. Cái gì vậy công công hả? Trời ơi, vậy là bà nội của tôi luôn rồi đó. Nói chung chị em chúng ta không phải là thái tử phải không? Tất nhiên rồi. Chị em chúng ta chỉ được qua bắt bướm thôi. Công công á? Thái giám à? Dạ. Các ngươi đừng có xạo ta. Em nói thiệt. Nhà ngươi là đừng thái tử. Đừng có chỉa vô mặt em. Nhà ngươi là thái tử. Không có. Em chỉ đi hái hoa thôi. Thằng này mới hái ba là thái tử. Nhà ngươi là thái tử. Không hề. Thái tử làm gì biết múa hát. Lên nhạc cơ. Vậy thái tử của ta là ai? Cái gì vậy hả? Dạ, em đang đóng cái phiên bản hung hăng. Hung hăng? Hung hăng mà bà đi bung lụa hả? Dạ, như vậy là hung lắm rồi đó. Trời ơi, còn cái cha này nữa. Kép chính của tôi, cái tướng thì đố như vậy nè. Bà bọc hời cũng... Nó mốt, thời bây giờ mốt vậy nó mới cháy vậy á. Trời đất ơi, còn bà nữa. Em hung hăng nè. Tiên nữ là người ta đẹp mà tự nhiên bà đi hung hăng, ai kêu vậy? Trời ơi, làm như là chết tôi rồi. Chết rồi. Là bình tĩnh, anh bình tĩnh. Chết bình tĩnh. Rồi không gặp. Mấy anh mà mấy anh diễn như vậy đó là Bình tĩnh. Chết trái tim tôi rồi. Làm sao? Ủa, làm sao? Anh có được không? Là nó đã mà nó xúc xác gì đâu á. Trời ơi. Tôi nói tôi cần cái gì lạ lạ trong cái hung hăng là cái này nè. Hiểu rồi. Bộ đồ đi, nhìn bộ đồ đi. Thấy cái phiên bản vậy mà ông này không chịu, rồi bộ đồ vậy nữa. Nói nghe nè, hội chị em mình phải không?
Trời ơi. Thôi, thôi. Nhưng mà tôi chịu cái thể loại này ba ơi. Không được, không được anh ơi. Hai cái trước nó được hơn. Chọn hai cái trước nha. Tôi không thích hai cái trước nè. Kim còn ở đây nè. Hai chân tay mày ở đây nè. Bây giờ anh quyết định sao nè? Tôi chọn cái phiên bản này là sẽ làm bom tấn nè. Trời ơi, bom xịt chứ bom tấn cái nỗi gì. Đó thấy chưa? Giờ cô Tiên nó không có như xưa đâu. Bây giờ cô Tiên phải nó bình bình tí xíu mới được. Vậy mới bán vé được đó. Tôi rất là lo lắng và ngoan ngại cho khả năng mà cảm nhận nghệ thuật của cô. Thôi, giờ em sẽ bay về Tiên Cảnh đi. Ừ, em bay đi. Coi như em bị giam lương. Ủa sao lại giam lương vậy trời? Nghĩ sao vậy? Bay quá, quên chào khán giả luôn. Lương ai trả? Quên. Nghiêm túc vô. Và bây giờ chương trình Ai Cũng Bật Cười đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khán giả vào tuần sau. Dạ, xin chào. Rồi bye đi. Rồi bye. Ừ. Bye đi. Ừ. Bye đi đừng trở về nữa. Bye luôn đi. Ừ.